nhét vô, bởi vì tất cả cái này đều là chống giật hết. Tại là ví dụ cướp á, nó nắm cái cục ra. Dạ. Còn giống như là bôi trơn này, giống như xà bông vậy á, để đeo cho vào cho dễ để mình khỏi bị đau. Các bạn có thể thấy là để mà đeo được mấy cái thiết bị, những cái thú vui, thú chơi phong thủy này, anh Phúc cũng rất là cực khổ chứ không phải là đơn giản. Ngọc bích này á là ban ngày mình sẽ đưa vô, đưa cái đầu này vô, còn hổ phách thì ban ngày đưa ra, ban đêm mình mới đeo vô hổ phách vô, chứ mình không có mình muốn đeo cái hướng nào được là đeo. Anh phải kê một cái ở trên cái cạnh bàn. Rồi, đúng đây. Đó. Đây là đường Trường Chinh thuộc phường Tân Thới Nhất, quận 12. Thì chúng ta đang đứng trước số 29, là trước cái chỗ cao kê XO, cao kê của người đàn ông đeo vàng nhiều nhất Việt Nam với 13kg vàng trên người đây. Công ty của anh Phúc là công ty trách nhiệm hữu hạn cao kê Sóng Âm, tại số 29 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Đây là cao kê đẳng cấp của Pharaoh, rất là nhiều cái kiến trúc của Ai Cập cổ đại tại cái cao kê mang tên XO này. Tại vì anh Phúc chủ cao kê này cũng là người thích sưu tầm rượu Hennessy XO và có nhiều cái thú chơi rất là lạ, độc đáo tại Việt Nam. Đây là kiến trúc con ngựa có cánh của cao kê XO của anh Phúc anh. Phía trong là một hình thù khắc ướp Ai Cập. Và trên tường cũng rất là nhiều biểu tượng của thời kỳ Ai Cập cổ đại. Đây là những cái kiến trúc, những cái hình tượng của cao kê XO của anh Phúc đây. Rất là nhiều hình ký hiệu ngôn ngữ của Ai Cập cổ đại và một cái không gian rất là lớn. Đây là hình người mặt chim đây, và bên này nữa cũng là một kiến trúc, những kim tự tháp, những con lạc đà, những xác ướp và những ký hiệu của pharaoh cổ đại. Đặc điểm của kiến trúc Ai Cập của pharaoh là có quy mô lớn, kích thước đồ sộ nặng nề và rất là thần bí, có thể là người đầu chim, đầu đại bàng, hoặc là nữ không ra nữ, nam không ra nam. Rất là nhiều cái kiến trúc. Và trước khi mà được những cái khối hình thể này thì phải cần rất là nhiều người thợ kỳ công khéo tay để làm được những cái biểu tượng của Ai Cập cổ đại và những cái kiến trúc pharaoh. Đó là một cái nền văn minh của Ai Cập cổ đại. Đây là cái đường đi vô khu cao kê của anh đây. Chúng ta thấy rất là nhiều kiến trúc kỳ bí mà chỉ có những nhà nghiên cứu về Ai Cập cổ đại mới hiểu được. Người chim, lạc đà đó, xác ướp, rất là nhiều cái kiến trúc kỳ bí ở cái quầy tính tiền, cái quầy lễ tân này. Cái kiến trúc ở cửa ra vào thì bất kỳ trên tủ hay là hành lang của cao kê XO của anh Phúc đều được trang trí từ cầu thang đó. Cầu thang cũng là cái kiến trúc của nữ thần sắc đẹp của dòng sông Ninh, cô gái Ai Cập đây. Và trên kia nữa rất là nhiều kiến trúc mà chúng ta thấy là rất tượng trưng cho một cái nền văn minh Ai Cập cổ đại từ ngàn xưa. Trên tủ cũng có này, ở những cái tủ cũng trưng bày những cái biểu tượng đó, hoặc là những cái cột nhìn nó rất là xưa cũ.
sảnh phòng khách của karaoke XO. Những cái bàn ghế nhung lụa dành cho vua chúa ha. Và cái bàn cũng được trang trí theo cái kiến trúc kim tự tháp Ai Cập. Vua sư tử, đầu người mình sư tử đây, mà trong các phim về Ai Cập cổ đại rất là hay chiếu, của một nền văn hóa của dòng sông Ninh đó. Cái bàn mà cũng giống như một cái lăng mộ ngày trước, với rất là nhiều kiến trúc vua chúa của ngày xưa, của các pharaoh từ thời cổ đại có ở dòng sông Ninh phía đông bắc của châu Phi. Thì ngay cửa mà ra vào cái khu mà phòng cao kế cũng có trưng bày hai chiếc mô tô dạng khủng. Đây là chiếc Ducati 1199 Benelli bản S, là những con xe siêu xe của Ducati đây. Nhưng mà 1199 này thì bản S, thì bên này cũng là một con Benelli 1299 của Ducati luôn. Đây là một con siêu xe của Ducati Việt Nam. Và xe này là những xe cổ máy có tốc độ kinh hoàng của hãng Ducati sản xuất tỷ 1299 Benelli. Hình như đây là bản thường, tại vì về trước không có carbon nè. Cái thiết kế để mà ấy thì phục về phục ọc linh, nhưng mà bản S thường thường là có cái ọc linh chỉnh điện này nữa. Cái bộ lốp Diablo Super Costa đây. Đây là một con siêu xe của hãng Ducati. Đúng là ở Việt Nam chỉ có trên đầu ngón tay thôi. Đây là con 1199 Benelli bản S Universal kỷ niệm của Ducati đây. Thì về trước được họa tiết bằng carbon này, phục ọc đinh chỉnh điện này, và trên cái cổ sẽ có, nếu mà là bản S sẽ có cái trợ lực điện ha. Đây, trợ lực điện là cái hông từ trước đó. Là đây anh Phúc đang lấy cái bộ sưu tập vàng anh hay đeo người ra để bỏ lên bàn cho các anh em cùng chiêm ngưỡng và chụp ảnh kỷ niệm. Tổng cộng là 13 kg vàng anh đang để trên bàn đó, từ nhẫn cho đến lắc, cả mặt dây chuyền và cả dây chuyền. Thì chúng ta cùng chiêm ngưỡng cận cảnh nè. Rất là nhiều cái họa tiết của XO, cái thương hiệu cao kê của anh Phúc. Cả một con ngựa biết bay có cánh. Đây là tiền chuẩn bị đi lấy thêm. Đây là tiền chuẩn bị đi lấy thêm một cái dòng ba con cọp nữa. Ba con cọp là cái dòng gì anh Phúc? Cái dòng này ta mình sẽ hủy bỏ cái dòng này. Dạ. Vì sao bỏ cái dòng đó anh Phúc? Đây, cái dòng này nó không có liên quan đến phong thủy, nó chỉ là em cho đẹp thôi. Dạ. Cái tiền này bao nhiêu tiền đây? Cái này tiền đặt cọc mình đem trước 200 triệu. Mình đặt cọc cho người ta. Đặt cọc trước 200. Xong rồi người ta làm vàng xong rồi người ta sẽ báo mình được, còn như mình đưa hết. Dạ. Cái dòng kia anh làm là hết bao nhiêu anh? Cái dòng kia anh làm hết tổng cộng là 1.8 tỷ. Là đặt cọc 200. Khi làm xong thì mình sẽ trồng thêm 1.6 tỷ nữa. Đúng rồi, trồng thêm 1.6 tỷ mình lấy về. Dạ. Mình để cho ra nhét vô, bởi vì tất cả ở đây đều là chống giật hết. Là nó phải vừa vặn cái tay, không có lỏng quá phải không anh? Đúng rồi, lại ngoài sử dụng cướp á, nó nắm nó tụt kìa. Dạ. Còn giống như là bôi trơn để giống như xà bông vậy á, để đeo vô vào cho dễ, để mình khỏi bị đau. Các bạn có thể thấy là để mà đeo được mấy cái thiết bị, những cái thú vui, thú chơi phong thủy này, anh Phúc cũng rất là cực khổ chứ không phải là đơn giản. Đây là cái này á, là cái lắc à không anh? Ngọc bích này á là ban ngày mình sẽ đưa vô, đưa cái đầu này vô, còn hổ phách thì ban ngày đưa ra, ban đêm mình mới đeo vô hổ phách vô. Dạ.
Tức là thay đổi theo giờ. Đúng rồi, thay đổi theo 3 ngày 3 đêm. Chứ mình không có mình muốn đeo cái hướng nào được là đeo. Đây là cái thứ ban ngày á, là Ngọc Bích này sẽ đưa vô người mình. Tại sao như vậy? Bởi vì ban ngày cái quán mình nó ban ngày nó có khách. Còn cái này hổ phách nó bằng vàng. Là ban đêm khách đông á. Mình đeo để cho khách nó sẽ vô quán mình đông hơn. Và vàng dòng nó sẽ vô nhiều hơn. Tiền bạc vàng dòng, tài lộc nó sẽ vô mình. Đó là quy luật của phong thủy để làm ăn. Quy luật âm dương á. Dạ. Âm dương. Tụ tối với ban ngày gì huyết. Huyết là máu á. Vì ban ngày. Còn ban đêm á là hổ phách. Hổ phách này ban đêm ngủ nó rất là ngon. Mình để gần người mình á, nó chỉ tà ma. Nó ngủ rất là ngon, là hổ phách. Dạ. Trước khi đeo vàng này thì anh có nghiên cứu về phong thủy nhiều không? Có, anh đã nghiên cứu, anh mới đặt cái hai cái này là anh. Đây là cái logo của cái logo. Cái logo của bên Phật Pháp. Dạ. Cái hình mà sau lưng Phật á. Dạ, dạ. Đây, cái logo của dạ, Phật. Rồi chúng ta cùng coi anh Phúc, anh đeo vào tay anh nè. Này mới thoa kem xong. Anh phải kê một cái ở trên cái cạnh bàn. Rồi, đúng tay. Rồi, sẽ nhét vô, mình sẽ chùi kem. Bạn lấy giấy, anh chùi cái kem này, anh thoa lên tay á. Đây, thú chơi phong thủy cũng rất là công phu và cực. Anh Phúc đang xây cái vòng hộ phách. Cho nó theo cái tay. Còn cái vòng mà trơn ở bên tay phải anh là nó nặng bao nhiêu anh Phúc ơi? Cái vòng này nặng 1 kg. 1 kg à? Anh đang đặt cái vòng khác để mà thay cho cái vòng 1 kg các bạn. Vòng anh đặt lần này là trị giá 1.8 triệu. Bạn nào muốn đi chúng mình xuống tiệm vàng đi. Đi xe hơi. Làm bạn nào muốn đi xe hơi. Em anh Phúc ơi. Chở được 3 người thì sẵn đi làm an ninh cho mình luôn. Dạ, yeah. Em đây nè. Anh Phúc đang đeo vàng nè các bạn. Anh đang đeo nhẫn. Tổng cộng anh có 5 cái nhẫn. Kiến trúc lăng mộ cổ Ai Cập sắc ướp đây. Và trước mặt chúng ta là anh Phúc. Nên anh Phúc sẽ giao lưu về cái bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đang đá cái giải với lại chung kết, trận chung kết lượt về với lại Việt Nam Malaysia. Thì có chương trình khuyến mãi, ai mà cùng tên với tất cả các cầu thủ là mình yêu thích nhất là 4 cầu thủ. Quang Hải, Công Phượng và Anh Đức. Là với Văn Đức, là nếu mà ai có cùng tên những mấy cầu thủ này thì vô quán mình sẽ phi 100%. Và mình phi là không giới hạn người. Ví dụ người đó cùng tên đúng không, mình dắt thêm mười mấy 20 người vô mình cũng phi 100% luôn. Và ví dụ nếu mà cái ngày cuối cùng á thì cái tiệm mình mở từ 7 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Là cái giờ đó tất cả nếu mà ai có giấy chứng dân phải đưa giấy chứng dân ra, nếu mình coi đúng tên đó thì mình sẽ cho phi 100%, không giới hạn người, cứ vô muốn vô bao nhiêu người cũng được. Cứ phòng nào mà có chứng nhân dân mà trùng mới 4 cái thần tượng đá bóng của đội tuyển bóng đá Việt Nam của anh là được 100%. Được 100%. Với Marcelo gì huấn luyện viên Việt Nam mình thì cái tên của bác á thì không, Việt Nam mình không có trùng tên. Thì ai mà cùng năm sinh 1959 cùng năm sinh 59 thì lấy giấy chứng dân ra, nếu mà cùng năm sinh thì ở đây mình sẽ khuyến mãi 100%, không giới hạn người đi. Dạ rồi, cảm ơn anh Phúc vì cái tinh thần cổ vũ đội tuyển Việt Nam và cái chương trình sale rất là đặc biệt của Cao Kế Đô. Còn nếu mà Việt Nam mà ăn á thì mình sẽ khuyến mãi gia hạn thêm một tuần lễ nữa, thì tuần sau mình mới hết chương trình khuyến mãi. Dạ rồi, nếu mà Việt Nam mà đạt được cúp vàng. Rồi, cảm ơn anh Phúc. Lý do nào mà anh có cái chương trình này ạ? Bởi vì mình là người Việt Nam, mình hạnh diện nhất là mình là người Việt Nam và mình mê bóng đá. Thì người ta đá ở ngoài tuyết, sa mạc và đi tất cả các nước khác khí hậu người ta làm được, còn mình đang ngồi trong máy lạnh đi. Nói ngày mình không làm được gì, mình bỏ một cái chút nho nhỏ và cái công sức ra, hay một chút nho nhỏ khuyến mãi thì mình
để mình muốn cho những cái người yêu bóng đá và cùng tên tất cả các cầu thủ thì sẽ vô đây miễn phí 100%. Dạ. Trước khi trận đấu diễn ra thì anh có là hay là cái gì? Anh nghĩ trận đấu này chắc phải nghiêng về 1-0 nghiêng về Việt Nam. Anh nghĩ là ai cầu thủ nào sẽ ghi bàn trong bốn cầu thủ anh yêu thích ạ? Cầu thủ anh nghĩ là anh Đức với Công Phượng. Dạ, một trong hai cầu thủ đó sẽ ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam đoạt cúp. Một trong hai cầu thủ sẽ ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. Dạ. Anh nói vậy, bây giờ nếu mà thì anh cũng biết sao, bây giờ anh đã treo cái băng con trước cửa quán thì ai cùng tên thì mình sẽ vô. Mình chỉ có cổ vũ. Cổ vũ bằng hình thức đó thôi. Đúng rồi, mình chỉ có vô. Có free hay là cái gì hết. Còn nếu mà Việt Nam đã được đạt cúp vô địch thì anh sẽ gia hạn thêm là cái khuyến mãi của quán á, 100% ai cùng tên vì cùng những mấy năm sinh không cần họ bán hàng sale, vì ai mà cùng tên với bán hàng sale thì có thể vô quán mình thì 100% mình sẽ không lấy tiền, là gia hạn thêm một tuần cho phải một ngày. Nếu mà Việt Nam mà đạt được chức vô địch á, cúp vàng thì mình sẽ gia hạn thêm một tuần lại nữa. Dạ rồi, cảm ơn anh Phúc.